mày mang tôm lơ để tao cắt tóc mày. Bây giờ tao cắt tóc mày hết. Của mày như của tao nhá. Thôi anh ơi. Nhá. Anh bây giờ cái độc cái tóc anh làm sao anh phải cắt với em thế? Mày làm sao? Vẫn một lòng là ta vì tình anh em bao cam go bao sóng gió vây quay vẫn cứ thế. Ôi anh em thì như anh Hào có thứ vừa bảo tôi thì tôi cũng không phải anh bảo Hào bảo thì tôi mới nói đây. Bây giờ tôi Hiếu bây giờ Đạt đây ba anh em của tôi giờ lên anh Tùng xin lỗi anh ý một câu anh em ạ. Tại vì mình vừa là tôi em đến hôm nay thì chắc là cũng mày chắc là qua mai trai nghỉ cũng nguôi rồi. Đúng rồi. Tốt nhất là lên. Với cả mình là quận mình là em à. Muốn vì một cái chuyện nhỏ mà anh em thành xích mích cũng chỉ là trêu nhau vui đùa thôi. Tôi cũng chả có ý gì. Bây giờ anh ấy cáu thì phải để chị bà. Bà ơi. Đi luôn nhỉ. Chả đi lên đấy luôn. Thì bao giờ anh ấy bảo là nhẫn nhơ. À, mình cũng là phận làm em thì mình cũng phải đi lên. Đấy, hôm trước cũng Hoàng cũng xin lỗi rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay anh ấy cáo. Thì lui anh em tôi chắc, Hoàng vừa trêu xong. Chắc giờ lên thì anh ấy cũng bình thường thôi. Qua hồn. Anh em tôi làm cái nghề này là anh em phải biết. Cũng có ý gì đâu. Cũng có ý gì đâu phải không anh em? Mình cũng chỉ là trêu nhau vui đùa thôi. Anh ý lớn chắc anh cũng hiểu. Thôi lên. Nên rồi anh nói đàng hoàng đi bà. Đi chợt nói đàng hoàng. Mày hay ngang. Ôi anh em nhá. Tí lên đến nơi thì tôi quay đi bài làm sao. Cái anh em thì sắp đến rồi. Ê nhà anh Tùng ngoài ngõ. Đây ngõ này anh em. Ủa ôi quả ngõ ui cả đống gạch luôn đấy cẩn thận lụa phết đấy bảo anh Hào kia các thứ chắc trong đấy hết. Chắc vậy rồi vừa anh Hào gọi mà lên đi một lúc anh về giờ để biết đi đâu về anh nhà đây. Nhà anh Tùng ngồi đây anh em ơi đánh luôn cả ô tô vào không thằng nào kìa Nguyên thế nào chắc vậy Nguyên Tùng ơi bên trong sân rồi đâu bên trong nhà béo điên béo anh Tùng có nhà không vâng đi đâu anh Tùng nhà không hả anh Tùng ở nhà không anh? Không, anh Tùng không nhà đâu. Anh sợ ở đây mà. Nó đi đâu rồi? Anh đang mua gì đâu? Anh vừa bán Tùng đi đâu rồi? Ở đây ngồi đây đợi đi. Đi chơi. Không, ở đây xem chúng nó đi đâu, chúng nó lại đánh nhau. Đánh nhau gì? Đánh nhau rồi. Đúng rồi. Ở đây còn xem. Xem gì? Có hỏi nhà hả? Anh vừa vào anh chụp anh Tùng đây. Đi ô tô đâu ấy? Đây ô tô này. Đây. Đi đâu mà sớm thế này?
Anh ơi. Đó. Ôi, xin lỗi anh. Qua em mấy em chui chiều anh. Đó. Cái tóc tao này mình bây giờ mày nên mày xin lỗi à? Đó. Thì cứ ngồi anh em chuyện với nhau đàng hoàng anh. Anh em mình thế. Nó biết rồi, bây giờ anh em nhìn nhau. Bây giờ thêm cái gì mày cầm đâm đưa ra để tao cắt tóc mày, mày cắt tóc tao à? Nó đã mất tiền xăng lên đây để xin lỗi rồi thì thôi. Nhưng em xin lỗi bỏ qua anh em. Đi hôm trước tao nói cái thái độ của mày, mày xin lỗi tao, mày cười nhạt nha. Thì lúc ấy em vẫn nghĩ là anh tức. Mà em vẫn là trêu anh vì em nói hôm mày liên lạc với khác. Khác thì tôi biết mày về đi. Sao? Anh tôi biết mày về đi. Nhau 3, anh lên xin anh ngồi nói chuyện đàng hoàng. Mày mang tôm lơ để tao cắt tóc mày. Bây giờ tao cắt tóc hết. Của mày như của tao nhá. Thôi anh ơi. Nhá. Anh bây giờ cái độc cái tóc anh làm sao anh phải dắt với em thế? Mày nói anh ra của gì đấy? Anh nào? Làm sao? Mày làm gì? Anh ra của gì đấy? Mẹ anh mày của anh tao, đi chưa? Nhưng mà bố mới lên mày xin lỗi. Bây giờ mày xin lỗi mày cái thái độ mày. Mày em rất tôn trọng anh, mày em đi lên đây em xin lỗi anh. Thế mày thích nào? Thích nào? Thích nào ngoài kia? Mày nói em anh nó lên xin lỗi anh. Để đánh nhau gì? Em không đánh nhau gì cả. Mày xin lỗi tao, mày cái thái độ mày đọc cái tóc đi, đọc cái tóc thế bây giờ. Biết tao cắt tóc mày. Thôi, anh vào cái ngồi biết tao cắt tóc mày được không? Trời ơi. Đi đi vào. Bố mày tôn trọng anh, bố mày ơi, còn mày nhá, thích nào mày kia. Đi bê cái gì? Mày đi kia. Mày đi đây, mày đi đây. Thằng nói em mày đi đây để nhau. Em không. Cái thằng kia nào đi. Về anh. Luôn nó thế nào chứ, sao luôn nó thái độ với anh tao như nào? Mày việc của mày à? Mày ở với anh bố mày chắc bằng lâu bằng bố mày, đúng chưa? Tao hỏi ý, tao hiểu anh tao là được nhá. Ừ, hiểu. Thằng kia im mồm. Bây giờ em ở với anh từ xưa đến giờ, từ cái tem anh mới là đến giờ. Bây giờ nhá, anh vì cái tóc mà anh đánh em, anh làm em từ hôm qua. Đêm đầy dài mịt mờ riêng ta, nhân nghĩa trong tim đầy huynh bóng rừng xa lạ. Dù bên đời gặp hành chơi vơi, chỉ lớn mình mong để ta biết đâu dừng chân. Em đã nhịn em là anh nhịn rồi. Tóc mày đánh em nữa. Đừng ngó ở nhà tao nữa, tao nói thế thôi. Anh nói thế rồi, chúng mày đi về đi. Anh đi đâu? Đi đâu? Chắc là nó không thích thằng Hoàng nên là nó đi. Anh chúng mày đi thế rồi, chúng mày cút. Về. Tao tự biết đường về. Mày là cái đéo thì mày bảo bố mày. Tao biết tao là cái đéo với chúng tao à? Mấy thùng ít là tao hiểu. Im mày biết cái gì? Mày muốn như nào? Mà mày thích ra ngoài. Mà cứ mày bố mày đã biết mày là thằng nào luôn nhá. Bố mày tin mày bằng chết. Mày tin. Thế mày nghĩ bố mày biết mày là thằng nào? Mày là bố mày. Mày là anh em bố mày đi xem mày. Làm sao? Làm sao? Mày làm sao? Làm sao? Đi làm mày. Mẹ mày. Mẹ mày nhá. Đi ra đây. Mẹ mày ra đây. Anh bước mày ra thôi. Thôi. Đi. Mẹ. Đi. Anh em đi về. Mày động trong hoàng xem. Đi ra ngoài. Đi anh em về đi. Mày bỏ ra xuống. Đất này mày biết luôn. Bỏ con ra. Đi. Anh em đi về. Mày đi. Chuyện nhỏ lại thế là con chó bố mày nói trước mày ra khỏi đất này. Mày của mày vào đây.
Cơ mày à, mày chỉ cần bước ra cửa đi. Mày bước ra ngoài này cho bố này. Mẹ bố mày ra đây này. Đó. Nào. Mày đưa. Ôi mày thằng con này cứ cãi nhau tới nhau. Đau rủ như thì lấy sao? Sai. Đã béo như con chó thịt mẹ hoài cái bố. Anh có đi xuống kia không? Anh nào em về chứ? Em về ạ. Anh bảo thằng nhí mẹ nó ở đất khác đừng ngông ở đây. Con mày ấy, tao thật cái loại mày ấy. Bước ra ngoài, biết anh em bố mày là ai luôn. Từ trước đến giờ anh em bố mày chưa sợ thằng nào đâu. Anh nào bảo nó với em nhá. Chỗ anh em không thích gì thôi. Mẹ con chó ở đâu đến. Anh em nghe mày. Bố mày không ở với anh Tùng từ xưa, bố mày đều nói thì chó lật mặt ngay. Bốn ngày anh em em. Mẹ anh đây em là tôi có lỗi không thôi anh em. À mày thẳng mặt nói nhà anh Tùng luôn nhá, làm sao béo cái thằng này. Con chó mà c**o. Mà mình chả biết nó là thằng c**o. Nó bảo nó không phải ở đây phải không? Nó đéo phải người đây. Nó bảo đi c**o à mày. Anh ta ta hiểu tính. Hiểu tính cái c**o à mày. Bố mày có nó ở được bao lâu? Chó này tổng. Cứ để con chó này ra đường em. Bố mày bắt được ngoài đường thì mặc từ đâu mẹ. Tôi thẳng luôn nhá. Anh Tùng nhá. Mẹ đã thích không nói gì được đi tôi đút vào nữa được chưa. Ôi. Tôi lét với tôi nói thẳng em, luôn cả cho mọi người biết nhá, làm anh em tôi phần làm anh em làm em anh em tôi đi lên tôi nói chuyện với anh Tùng, anh em tôi rất lịch sự với anh Tùng mà anh Tùng giờ mỗi vì chuyện tóc thì anh em chôn nhau đấy mà giờ cứ như vậy. Mình sinh con kia nó vào cầm thì tôi cầm cái kia nó vào lối xong rồi nó chạy. Nó chưa chạy được. Tôi chạy ra luôn mà. Tôi ngu gì tôi bị thương. Phát đi bảo ông là đi ra ngoài đi. Ông chui vào đấy nó chả bổ ngay đấy. Thì tôi chạy ra ngoài đấy. Nó hang cọp phải không? Thì tôi chạy ra ngoài mà. Ôi con chó này. Để nó ra. Anh em để xem mẹ nhìn được thằng chó ở đâu không? Lét con mẹ đi.